Style hơi vắn vẻ một xíu. Có thể là sẽ hợp cái tóc mới của gà. Gà vừa mới mua thêm được một số thứ. Mấy cái này chỉ lát rồi về nhà xong rồi quay cho các bạn xem nha. Aww, pizza, I like it a lot. Gà vừa mới mua được mấy món mỹ phẩm rất là xinh đấy các bạn. Lát về cho các bạn xem nha. Trời ơi, chắc shopping ở cái đường này một ngày hết tiền luôn á. Thì gà rất là muốn thử mấy cái hãng lạ này nên đã mua một ít lên tinh. Gà cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mua nó ở MLB. Cùng là sắc độ mệt quá. Thật là hôm nay là một ngày shopping quá sức là xuất thần của bạn gà. Tại vì lâu rồi thì gà mới mua nhiều thứ như vậy á. Kiểu Myeongdong là một cái khu mà gà thấy quá tuyệt vời cho việc mua sắm á. Cái gì cũng có, từ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, lens, rồi kiểu như tất cả mọi thứ. Và đồng thời thì kiểu còn có rất là nhiều đồ ăn nữa. Nói chung là đây, gà tất cả những cái gì mà gà đã mua thì bây giờ gà sẽ từ từ khui ra. Xong rồi, yeah, show với các bạn nha. Hi. Thấy không? Thấy. Yeah. Ok. Hương xỉu rồi, đừng nhắc Hương nữa. Ok, Hương hôm nay Hương hơi mệt. Hương đã phải... Dày. Hương bị đau dạ dày. Hương đã phải làm việc từ... gọi là gặp đối tác từ sáng sớm cho tới giờ nên Hương đang hơi đuối. Thì đây, đây là cái món đầu tiên thì sẽ do cái em này trước. Tại vì bây giờ cũng muốn khoác em này lên. Thì đây là một em áo da của một cái hãng tên là 8 Seconds. Em áo da thì trả tầm 70.000 won cho nó. Tức là giá cũng tầm đâu 1.2-1.3 á mọi người. Thì gà thấy là căn bản giá thì cũng khá là cao so với cái túi tiền hiện tại của gà. Tuy nhiên á, là cái chất của em này thì rất là mỏng. Đây, như các bạn có thể thấy là chất siêu mỏng luôn. Gà nghĩ là nếu mà gà ở Sài Gòn có thể mặc em này kiểu như chống nắng được ấy. Và dạo này thì gà rất là thích cái form áo da kiểu như thế này. Tức là áo da nó không có phải là kiểu quá biker, quá Zara hồi xưa á. Đây, như các bạn có thể thấy mà nó kiểu suông suông xuống, xong rồi cái vai của nó cũng suông ấy, thì tạo cảm giác là mình gầy hơn. Chứ gà không có thích cái kiểu mà dạo này, hồi xưa thì gà thích vai độn, còn bây giờ thì gà thích là vai suông xuống thì cảm giác là nhìn gầy hơn thì ok hơn. Đấy, thì nói chung đây là gà rất là thích và nó cũng đang rất là hợp cái style hiện tại của gà. Tiếp theo thì gà có mua hai hộp thực phẩm chức năng của hãng Intero. Thì đây là một hãng gà chưa dùng bao giờ. Tuy nhiên thì gà thấy là lúc mà gà vào cửa hàng á, thì các bạn nhân viên bán hàng kiểu recommend đó các bạn, thì gà cũng điên cuồng tin theo thôi. Nên là yep, một hộp á thì là multivitamin, kiểu giống như là tổng hợp, vitamin tổng hợp. Còn một hộp á thì là omega 3 balance. Đây, thì đó, omega thì kiểu giống như là giúp tốt cho mắt đồ này nọ mọi người. Thì đó, gà thấy hai hộp này khá là hợp lý và hai hộp này cũng khá là to. Mỗi ngày thì gà chỉ uống một viên thôi đấy. Thì do thì cái này. Tiếp theo thì gà có mua rất là nhiều rất là nhiều các hộp mask. Chủ yếu là mấy cái hộp mask này là mua về để cho mẹ của gà á các bạn. Rồi mua để tặng nữa. Chứ gà cũng chưa sử dụng mấy hãng này bao giờ. Nhưng mà gà thích kiểu như là khi mà mình đã tới hàng rồi thì mình nên mua mấy cái mỹ phẩm nào mà ở Việt Nam kiểu không có ấy. Tại vì gà thấy mỹ phẩm hàng ở Việt Nam cũng rất là nhiều hãng. Thì gà cũng muốn chọn những cái hãng nào mà kiểu hơi lạ lạ một xíu. Thì đây, gà có 3 hộp mask. Đấy. Thì gà nhớ là mấy hộp mask này cũng không phải là kiểu quá đắt đó mọi người. Nhưng mà các bạn nhân viên thì kêu là mask này xài rất là thích. Dạ, yeah, thumbs up. Tiếp theo thì gà có em này, đây là một em tên. Đây. Đây là kiểu giống như là ampoule mà dòng kiểu tea tree á, của Skin 1004. Thì Skin 1004 trước đây gà đã rất là thích cái sản phẩm mà serum râu má, rồi kem chống nắng râu má, sữa rửa mặt râu má, cái kiểu như vậy. Của hãng này thì bây giờ gà thấy là có cái dòng tea tree này mới. Dạo này cũng không có đi mua mỹ phẩm nhiều ở Việt Nam, không biết Việt Nam có chưa, nhưng mà yeah, lúc mà gà thử trên tay thì gà thấy là em này kết cấu rất là kiểu nhẹ như nước vậy mọi người, nhưng mà vẫn để lại một cái độ ẩm khá là ok trên da. Và nghe các bạn nhân viên nói thì kiểu cái tea tree này còn giúp kiểu giảm thâm giảm mụn ấy. Thì yeah, cũng thử tại da cũng hơi bị sợ ấy. Thì gà có một em kem nền này của Espoir. Thì cái này thấy chị Hương xài nên là gà cũng mua thử. Thì gà đáng lẽ là gà đánh ké của chị Hương rồi, nhưng mà cái tông của chị Hương thì trắng quá. Và gà thì dạo này đang rất là kiểu tan ấy, nên là gà xài không hợp chút nào. Thì là gà muốn trắng lại, gà đừng sợ gà tan, gà đi châu Âu gà tan.
Nhưng mà bây giờ thì gà đã lỡ xe rồi các bạn, thì gà phải theo cái con đường đó thôi. Đó, thì đây là màu số 23. Đó, hồi xưa thì gà toàn xài 21 ấy. Nhưng mà nè, dạo này thì da không phải là 21 nổi nữa rồi. Tưng tưng tưng. Thì đây là của cái hãng tên là Beauty of Joseon. Thì gà mua một cái em serum là có tinh chất gạo và alpha arbutin, thì giống như là để kiểu glow da với sáng da á. Giờ này thì gà đang muốn trắng lại. Cái hãng Beauty of Joseon này nè, thì ở bên Đức họ cũng rất là chuộng, tức là thường sản phẩm hàng ở bên Đức họ rất là khó mua. Ví dụ như các bạn lên Đức là thì các bạn chỉ mua được mấy hãng kiểu Innisfree, Dr. Jart, và có một cái hãng nữa mà gà thấy là cũng mua được ở bên Đức, đó chính là Beauty of Joseon. Thì gà hồi xưa có xài ké kem chống nắng của bạn gà cũng như là serum dưỡng của bạn gà, thì gà thấy là hãng này rất là ok, nên là giấc gà cũng thử thêm một cái em serum xem như thế nào. Nhưng mà nói chung là gà thích cái hãng này lắm, Beauty of Joseon. Tiếp theo thì gà có một cái em kiểu như là hai cái này rất là tình cờ ấy. Cái này là từ một cái hãng mà gà hứa với các bạn là chắc là chưa ăn nghe tới bao giờ. Hãng này tên là Luvum Superfood Oil Serum. Thì đây là một cái em serum mà dạng oil á các bạn. Tuy nhiên lúc mà gà thử lên da, nghe nó là oil thì mình nghĩ nó nặng đúng không? Nhưng mà lúc mà gà thử lên da thì gà thấy nó rất là nhẹ. Texture rất là kiểu nhẹ nhàng, không biết nó thấm cũng nhanh ấy. Với lại là cái độ ẩm mà nó giữ lại trên da tay của gà cũng khá là lâu, nên là gà nghĩ là da có vẻ là em này mặc dù là deep moisturizer kiểu dạng oil nhưng mà nó sẽ phù hợp với những bạn da dầu như mình gà. Thêm một cái nữa là da của gà dạo này vừa dầu vừa khô cùng một lúc các bạn. Thì hy vọng là em này có thể cải thiện những vùng khô và cũng không có quá đối với những vùng dầu của gà. Đó, còn em này là một em Retinol Intense của Son By Me. Thì Son By Me hồi xưa gà cũng có sử dụng một vài sản phẩm, tuy nhiên không phải là sản phẩm nào cũng hợp. Nhưng mà lúc mà gà thấy cái em Retinol này các bạn, kiểu nó màu tím ấy, mà gà thì kiểu siêu thích màu tím á, nên là gà thật sự là cái packaging nó là kiểu đây, gà sẽ cho các bạn xem cái packaging của nó. Gà thấy là lý do 90% người mua em này do cái packaging. Đây, màu tím như thế này trông rất là yêu ấy. Và gà thấy là mỗi lần mấy cái gì màu tím như vậy mình thì gà lại cảm thấy là nó thật sự là có tác dụng với da của gà. Thêm một cái nữa thì trước giờ gà cũng chưa có tìm được một em retinol nào mà gà thực sự thích ấy. Gà đã sử dụng của Paula Joyce, của Kiehl's, nhưng mà cả hai gà đều không thích. Hy vọng là em này của Hàn Quốc thì gà sẽ thích hơn. Đấy. Còn đây là một em kem chống nắng của cái hãng này, Chocobo. Thì gà chưa nghe qua hãng này bao giờ, và gà thấy là để trên bao bì thì là Bio Watery Sunscreen SPF 50 PA 4+ nha. Thì gà thấy em này lúc mà gà thử ở cửa hàng các bạn, lúc mà bôi lên da cảm giác rất là nước luôn á. Nó nước kiểu như là kem chống nắng nhưng mà bôi lên xong rồi xoa ra là kiểu nó tan lên trên da của mình ấy. Thì nếu mà đối với cái texture như vậy ấy, thì gà cũng không quá tin là cái khả năng chống nắng của nó sẽ rất là bền. Và cái SPF 50+ thì gà cũng không phải là tin lắm. Nhưng mà không biết nữa, cái cảm giác là nó cứ kiểu như là thấm nhanh vào da xong rồi kiểu da khô vậy á. Nên là cứ thử xem sao. Thì gà rất là hy vọng là em này works. Tại vì gà rất là muốn tìm cái em kem chống nắng nào mà cái texture nó nhẹ như vậy từ rất là lâu rồi. Thì hy vọng là em này sẽ work. Ok, tiếp theo thì gà có một em này nữa. Em này là kem dưỡng ẩm Dynasty Cream, cũng của hãng Beauty of Joseon luôn. Thì em này thì gà đã sử dụng ké của bạn gà hồi xưa lúc gỡ về đất rồi. Cái texture của nó rất là nhẹ. Nó giống như là rõ ràng nó là kem dưỡng nhưng mà kiểu lúc mà bôi lên á nó rất là HA á mọi người, cảm giác nó HA lắm. Nhưng mà gà thấy là nó lại làm được nhiều hơn HA. Tức là hồi xưa lúc gà ở bên Đức á thì có một khoảng thời gian da gà hơi bị đỏ, hơi bị khô, nó rất là khó chịu. Nhưng mà gà sử dụng em này thì hợp lắm, nên là gà hy vọng là lúc mà gà về Việt Nam thì gà bôi em này vẫn sẽ hợp. Tại vì cái texture cũng không phải là quá nặng, nó rất là nhẹ, nó rất là jelly. Nhưng mà bôi lên thì gà thấy là nó lại rất là fresh. Nói chung là nó có tác dụng dưỡng nhiều hơn là chỉ là dưỡng ẩm. Dynasty Cream, cái hãng này gà hợp lắm luôn á. Đáng lý gà nên đổi nguyên một bộ skincare qua hãng này luôn. Beauty of Joseon á. Hợp dễ sợ. Thế thì gà có một ít đồ của hãng Holika. Thì cái hãng này hồi xưa cái sản phẩm duy nhất mà gà từng dùng của cái hãng này á là Foundation đúng không? Là cái phấn tươi á. Phấn tươi hả? Không phải. À, phấn tươi đời sau của Foundation. Phấn tươi mà kiểu
màu nó màu xanh xanh đấy nhá. Nhớ rồi, thay nhớ rồi, đúng rồi. Thì đó, thì cái thứ duy nhất mà Gà biết của cái hãng này là cái đấy, và Gà cũng không nghĩ là tới bây giờ cái hãng này nó vẫn còn tồn tại. Tại có vẻ là sau này thì cái hãng này nó không hot ở Việt Nam nữa. Nhưng mà lúc mà Gà vào cửa hàng, Gà thấy một vài thứ cũng rất là hay. Ví dụ như là cái này. Giờ các bạn nhìn cái này nha. Cái cọ ấy. Gà rất là thích mua những cái cọ mà kiểu portable. Tức là đây, các bạn thấy không? Mình đẩy nó lại được nè. Đó. Thì Gà thấy cái cọ như vậy á, nó rất là kiểu vệ sinh ấy. Nè bà, hay không? gì Nè, cái cọ. à, có cái nắp đúng không? Cái cọ xong rồi Có đóng lại xong rồi cái nắp ấy. hãng gì vậy, có hãng không? Holy care. À Đấy. Thì rất là hợp để khi mà mình để ở trong túi để mình muốn touch up powder nha. Với lại là cái gì nữa trời, phấn má đồ này nọ. Thì Gà rất là thích khi mà mình có thể sử dụng mấy cái em cọ mà nó đóng được như thế này, thì Gà thấy là vệ sinh hơn rất là nhiều. Cũng của cái hãng Holy Care này luôn á. Thì Gà có mua hai cái em đây, hai cái em treo mắt đó các bạn. Với cái dạng treo nhũ mà để mình bôi lên mắt xong rồi mình tán ra cho nó bling 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 ấy. Thì cái này Gà không biết nữa, lúc mà test ở cửa hàng á thì Gà thấy là nó rất là nó melt, tức là nó tan ra ở trên da rất là tốt. Thì tên của nó hình như cũng không có gì liên quan tới melt cả. Tên của nó là Eye Metal Glitter. Nhưng mà Gà thấy là cái khả năng mà nó tan ra ở trên da rất là ok, và nó bám ở trên da cũng lâu nữa. Mấy cái nhũ 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 thì thấy nó bám trên da lâu, nhưng mà được cái là nhũ rất là nhuyễn với mịn, thì nó không có làm cho Gà có cảm giác giống như là nó sẽ làm đau mắt hay là ngứa mắt gì của Gà hết. Nên là Gà mua tận hai cây, một cây á thì là màu hơi đồng, còn một cây thì màu hơi đỏ. Thì cái này classy. Gà còn mua một cây này là 24 hour auto eyebrow, nhưng mà cây này thì Gà nghĩ là không có gì đặc sắc cả, nó chỉ là một cây chì kẻ may bình thường. Tại vì Gà thấy là cái cây The Face Shop của Gà hình như nó sắp hết đó mọi người, nên Gà phải mua một cây thôi. Mới đầu Gà định mua màu đen xám thì đó, cái màu Gà hay xài, nhưng mà các bạn ở cửa hàng thì cứ insist Gà là Gà xài màu nâu hợp hơn. Gà không nghĩ Gà xài màu nâu sẽ hợp nhé, nhưng mà kiểu giống như là bạn tâm huyết quá ấy, thì Gà không muốn làm bạn buồn. Nên là cái cây này cũng rẻ các bạn, 3 4 nghìn won à. Nên là thôi cũng mua thể với bạn. Thì còn mua một cái này, nó là một cây son tên là Hot Crush. Đây các bạn xem nè. Và cái lý do chính để con mua cái này là cái packaging của nó xinh, kiểu như là nó hình ở trái tim á, xinh lắm. Và cái màu lúc mà Gà đánh lên môi thì Gà thấy cũng hợp ấy, nó làm cho cái da Gà sáng lên với nhìn kiểu tươi tắn lên. Thì một cái màu đỏ bình thường thôi, không có gì gọi là đặc sắc về cái cây này cả, nhưng mà căn bản là Gà thấy là đánh mềm môi. Đánh rất là mềm môi, với lại là nó cũng cái màu cũng xinh nữa, và cái packaging thì cực kỳ xinh luôn. Thumbs up. Ở Holy Care thì Gà được tặng 3 miếng mặt nạ. Thì chắc là tối nay sẽ đắp, tối nay đắp. Đắp nha. Tiếp theo thì Gà có mua hai đôi giày Ultra Boost. Thì hai đôi này đều cho má của Gà hết. Cứ mỗi lần mà Gà đi đâu á thì Gà sẽ phải đi mua Ultra Boost cho má Gà. Đi bất cứ đâu luôn ấy, dù là bên Đức, bên Mỹ hay là thậm chí ở Hàn. Thì giờ thì đây, một đôi Ultra Boost màu trắng kinh điển. Không biết là má Gà có bao nhiêu đôi Ultra Boost, thì chắc là 30 đôi, 40 đôi, nhưng vẫn mua thêm. Thì nói chung là Ultra Boost là một cái dòng mà Gà thấy là đi cũng rất là êm. Hồi cấp 3 các bạn thì Gà cũng rất là thích đi mấy cái đôi này, nhưng mà càng ngày thì Gà thấy là kiểu nó càng không có phải là quá trendy nữa ấy, nên là Gà đổi sang những cái kiểu khác rồi. Nhưng mà kiểu má Gà thì vẫn thích. Đây, đó, một đôi trắng một đôi đen, kinh điển nhỉ. Đây là một vài mẫu mà Gà mua ở cửa hàng của Olive Young á mọi người. Tuy nhiên là không biết nữa, đối với Gà nhỉ, Gà mới đầu lúc mà Gà ở Việt Nam ấy thì Gà nghe tới cái chuyện mà đi Olive Young, Gà nghĩ là Olive Young là một cái gì đó rất là nhiều rồi các bạn, rất là hot, rất là nhiều. Thì công nhận hôm nay Gà tới thì nó cũng rất là hot, rất là đông, nhưng mà cái số lượng sản phẩm ở trong đó thì Gà thấy là hơi 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 không có giống như Gà tưởng tượng lắm. Thì Gà nghĩ là Olive Young sẽ có rất là nhiều sản phẩm luôn, rồi đủ các thể loại từ body care, hair care, rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà hôm nay thì Gà thấy là chủ yếu họ sẽ tập trung bán kiểu đồ skin care với lại là đồ make up á, và họ cũng có rất là nhiều đồ make up với lại skin care mà đến từ châu Âu, Mỹ. Đồ hàng thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà riêng về cái mảng mà kiểu body care hoặc hair care thì Gà thấy là không có kiểu đa dạng sản phẩm lắm. Thì nói chung là Do tùy cửa hàng á. nhân thì cửa Ừ, hàng nói chung là tùy cửa cửa hàng hôm hàng. nay Gà đi ở Myeongdong là nó tèo lắm, nó bình thường á các bạn. Kiểu nói chung là Gà thấy là nó khá là giống kiểu thế giới skin food. Ok.
Đây là em kem đánh răng của một cái hãng gì đấy, không biết, nhưng mà tác dụng của nó là hãng Fussion hả ta? Tác dụng của nó là whitening, tức là có tác dụng mà làm trắng răng. Yeah, nghe cũng khá là hay nha. Một hãng khá là, cảm thấy là cũng premium á. Và nhớ, không nhớ giá bao nhiêu nhưng mà nhớ là cũng không rẻ lắm đâu. Và cái vị của nó là vị Green Citrus Mint. Green Citrus Mint là gì trời? Ê, sao? Cái này là tên là Makgeolli Brightening Mask, là Makgeolli là cái rượu gạo ở Hàn Quốc đó. À, hay thế nhở? Hôm nay Là mình lại mặt không. nạ trắng da từ rượu gạo này. Ok, tối nay nấp thử xem. Còn đây là một cái em, một cái gọi là set contour của Etude House. Etude. Đọc là gì? Đâu rồi? Etude House. Dạ biết, nhưng mà tại vì em không có đủ contour em mua thôi. Chứ em cũng không nghĩ là nó quá xuất sắc hay gì, tức là từ phát cái chuyên cũng không phải quá xuất sắc ấy. Rồi có mua thêm hai em này là xịt quần áo của hãng We Dressroom. Hình như cái này hồi xưa là BTS đại diện hay sao, Mino biết. không biết, em cũng không biết. Gà mua hai mùi là April Cotton với lại là Peach Blossom. Thì gà cũng nghe cái này mọi người nói quá trời rồi, thì gà mua thử thôi. Thì gà thấy xịt cũng thơm, nhưng mà gà thấy là lúc mà gà test ở cửa hàng gà xịt lên người gà thì gà thấy bám không lâu lắm đâu. Nhưng mà nếu mà xịt lên quần áo thì Xịt chắc lên là quần áo sẽ, mà ba, nó đồ xịt quần áo. nhưng mà tự nhiên ngớm á thì ông ấy là quần áo là kiểu nhiều mùi rồi thì xịt tới một cái chỗ này em lấy mấy cọng tóc rồi xịt 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 Không, không xịt đến tóc đâu, xịt không xịt ok đến vậy tóc thôi. đâu. Chắc là Cái này nếu là gì ạ? nếu mà xịt quần áo thì chắc là thôi, không biết quà nó tặng À, quà tặng mà nhá. Chắc em. là hóa đơn mua cho nhiêu nhiêu là nó cho á. À, sample. Gà còn mua cái này nữa nè, hai cây chuốt mày á chị, cái giống như là mascara chân mày của Roman, thì chắc là để ấy mày cho nó nhanh thôi. Đây là tặng em hả? Ôi mẹ ơi, thì ở đây Mấy cái sample mà. họ có tặng mấy cái sample. Thì mấy cái sample này thì chắc là để du lịch rồi xài, chứ cũng ít khi dùng lắm. Chung là Sao chị nghe em nói mà chị cảm thấy giống như nghe lo-fi lắm. ok, Buồn ngủ. Đi tẩy trang đi. tạm biệt chị. Ê, nhưng mà em có mua cái này xinh lắm Cái nè, gì chị vậy? có muốn xem không? Cái này là cây Roman Classic Watercloth. Em thấy coi này hình To đúng như không? Việt Nam cũng có, nhưng mà đánh lên nó To rất cho là 1.000 won này. cái Mở gì mà đánh túi lên. quần có 1.000. Wow, chị Hương mới cho gà 1.000 won. À, cái này chị biết. Nhưng mà đánh lên ấy thật. Kiểu đánh, nó là cái kiểu giống như boost thêm. Em có cái nền để nó sẽ Đúng boost lên rồi. là cái như kiểu nước nước Dạ dần dạ dần. dạ Thì em thấy là nó rất là Cái này bóng. lấy cái này lên má xin nữa. Ơi Xinh ổng không? nha. Bóng nha. Nguy thơ thu ngây nha. Được nha. Được Được đúng không? được, cái này được. Được. Ngoài đây còn có mua một cái em này nữa, phấn phủ của Wet Mac. Thì dạ chưa xài đồ của hãng này bao giờ. Wet Mac ấy. Thì Cũng là được, thấy là cushion cũng nổi, cushion của dạ. em là nổi. Thì nhưng mà lúc mà em thử thì em thấy là cái phấn phủ này nó kiểu, tức là nó fix lại, nó giống như cái Eclipse á, màu đen á, y chang luôn, cảm giác là nó blur blur ra chứ nó không có nâng tông, nó còn không quá kiềm dầu Wig make nha. Thì đó, nói chung là như vậy. cũng ok. Thì Wake up and make nha, up. Gọi tắt là wig Wig Mac thì nói chung là cũng hay chứ, nó còn kiểu như là viết ngược lại của nhau ấy, thấy hay phết. Ngoài ra là có mua hai cái mũ của MLB, hai cái này thì là cho má gà hết Đội thử ấy. nha. Rồi thử Để thử cho má coi. em biết Cái này form cứng quá. đấy Hơi cứng. Nó là mới hơi cứng. Bucket hat. Bucket hat. Má rất là thích đổi bucket. Anyway, thì nó chỉ là thế này thôi. Không, là cũng khoe hai cái mình mua ở Miêng đâu ấy. Hơi xinh, xinh hơn mũ của em MLB luôn. Nhưng mà hai cái đấy là hai cái rẻ tiền, hai cái tao vào vai. Ấy, em còn có cái này nữa, Cái gì? hãy dừng lại đó. Cái này xinh lắm, cái này của cái hãng là Wow. Fleur gì đó, không Lùa, biết, lùa cái gì phải không? không biết Là gì má hả? Cái má hả? không biết nhưng mà ý là em không nhớ, em chỉ nhớ là nó dễ thương lắm. Đây là gì? Không phải lùa, hẳn cái gì? Tin là son rồi. BBA hả? Đúng không BBA, nhưng mà xinh không. Hai lấy độc tại xinh, giống giống nước hoa. Nè, BBA. Nó là phấn má đó, nhưng Cái mà má, xanh. cái má. Cứ nhờ Đây, cái má lại bằng thở son. đây, tôi thử cho các bạn coi trước khi tôi đẩy tẩy trang, tôi đánh đồ free. Wow, đây là thanh niên đang rất nhiệt tình. Test đồ. Cái mùi nó cũng hay hay, Mùi gì? Mùi sao? mùi bạc, hơi bạc hà, kiểu nhàn nhạt đấy. Ê, cưng 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 không? cưng 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 ha. Mà thấy cái nè, này là muốn mua liền. Ơ, xinh vậy. cưng cưng Xinh thế.
Cái màu là màu cưng. Gà nhìn là gà mua màu liền. Màu say rượu. Các bạn nhìn này, cái màu nó kiểu... Ê, đánh là đúng chị, mặt chị nhìn giống say rượu, vẽ mặt chị buồn ngủ mà nhìn giống say rượu. Đúng mà sân. Xinh. Nhiều tiền nhỉ? Không biết, 10k hay sao á. 10k mua liền, 10k là mua liền, 10k là chưa đến 200 nghìn là mua liền nhá. Nhưng mà ý là nó còn có nhiều màu nữa cơ, em còn định, em thấy cái này xinh quá nên là em định là mai test. Mai đừng có đòi là mua tiếp nha. Cái tối hôm nay thì gà mua thêm được một ít mặt nạ nữa. Đây, em có thấy. Ồ, hai hộp mặt nạ này với thêm là hai hộp nữa, thì hai hộp này chị Hương nói là xài rất là đúng ok. Đúng rồi. Thôi hộp này là ngày xưa thời mới vào là chỉ có Watson bán và tớ đặc biệt đam mê Watson cái này. I'm sorry for my skin. I'm sorry for my skin. Tên hãng là vậy hả? Ừ, tên của cái không phải hãng mà là dòng mặt nạ này là I'm sorry for my skin, nghĩa là đắp xong là oh my god, sorry for my skin. À là kiểu skin mình đẹp quá xong mình kiểu giống như là Thảo Mai, Pick Me Girl đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, nói vậy thì nói là cái tên này là dùng cái này là Thảo Mai, Pick Me Girl không hiểu ý cái kiểu vậy á, cái kiểu gì đó mà. Đó. Thì đây là kiểu mask thật đó. Nhìn cũng hay ha. Mấy cái không, nó vẫn là cái mắt giấy nhưng mà cái chất của nó khi mà ấy nó hơi thạch thạch á, kiểu kiểu vậy. Hiểu. Không mà chị biết sao không? Thật ra thì cũng hết rồi đấy, em chỉ còn hai cái mũ rẻ tiền với lại là em là đi mệt quá. Gà không mua cái này, em tôi mua cái này tôi cũng phải các bạn này, cái này này. Thuốc chị cảm. Đúng rồi, cái này thần dược đấy. Thuốc chị cảm. Không phải thuốc đâu, cái này là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng chị cảm. Ngoài ra thì có một cái này là một hộp lens, thì hôm qua gà đã mua hai hộp lens rồi nhưng mà hai hộp đó tổng lại cũng chỉ được có 10 đôi ấy. Nên hôm nay gà mua một hộp nữa, hộp này thì có 20 chiếc là đeo thêm được 10 đôi nữa. Thì nói chung mà gà thấy lens hàng đeo rất là êm, gà đeo từ sáng hôm nay nha, là mấy giờ gà bắt đầu đeo ta, 2 giờ trưa 2 giờ chiều là mà tới giờ là gà đeo được 12 tiếng rồi mọi người, nhưng mà gà không thấy cộm, không thấy mỏi mắt. Các bạn có biết là khi mà mình đeo lens mà nó không chất lượng á thì tới một mình đeo tầm 6 tiếng nó bắt đầu mỏi mắt và buồn ngủ không, và cảm giác như cái mắt mình nó rất là nặng và trùng ấy. Nhưng mà lens hàng thì không nha, tới giờ gà vẫn thấy mắt gà rất là long lanh và gà không hề mỏi mắt một xíu nào ấy. Nên là gà nghĩ là từ nay tới ngày gà về thì cứ mỗi lần gà thấy một cửa hàng lens nào đó thì gà sẽ vô mua một hộp như này. Và hai món cuối cùng thì đây. Chị có nói một điều vậy, hôm nay chị không mua gì. Wow. Xuất sắc. Damn. Một sự thay đổi tuyệt vời của Hương. Đúng rồi đó, bình thường là Hương sẽ là người mua một đống và gà sẽ là người không mua gì, nhưng mà giờ này khác rồi. Chán thiệt. À chị có mua thuốc cảm. Có mua thuốc cảm. Wow. Này, hai cái mũ này thì rẻ lắm ạ, mỗi cái kiểu 9.000 đi nhưng mà cũng xinh. Nói chung là đúng cái vai mà kiểu học sinh đồ cute các bạn. Đó. Cái này form xinh hơn nè. Gà thích là gà thích cái này hơn. Đó. Thấy là đeo vô khá là kiểu bí ẩn á, che che nửa mặt lại nhìn cái mặt cho nó nhỏ. Tại giờ này mặt cái bụng. Anyway. Yeah, chỉ thế thôi. Ok, thì bây giờ thì tụi gà sẽ đi tẩy trang rồi đi ngủ đây. Quá mệt. Ok. Bye bye, anh nhân. Ngoài ra thì gà còn hai món nữa nhá. Là hai món quần áo thì gà mua ở dưới á. Lúc mà gà ra khỏi cái subway á, chưa ra khỏi, chưa lên mặt đất đâu nha, nhưng mà lúc mà đi ra khỏi tàu á thì ngay cái chỗ dưới mặt đất thì họ gà thấy họ có bán một số quần áo. Có một số món họ để sale kiểu sale đồng giá 10.000 won đó các bạn. Tức là một cái thì cỡ 180 á, nên là gà cũng mua. Đây thì gà mua một chiếc áo đây, một cái áo rất là bánh bèo các kiểu. Thì cái style này dạo này không mặc nữa nhé, nhưng mà gà nghĩ là cái áo này mà mặc đi học thì rất là ok. Bình thường trong lớp thì mình kiểu ấy ra như vậy, xong tới lúc mà mình vừa mới tan học á thì mình mở ra như vậy đó. Đó thì cũng hay mà. Chất thì cũng được, chất thì gà nghĩ là cũng là chất cao bao thôi, nhưng mà đồ mà nhập qua hàng á thì nó cũng chất lượng hơn một xíu rồi, thì chắc là vẫn sản xuất Trung Quốc thôi. Nhưng mà các bạn đây có thêm một cái quần nữa. Cái quần này là kiểu rủ vải nhẹ nhàng đó, thì gà thấy là hai cái này là một combo rất là xinh khi mà đi với nhau. Mặc thì sẽ tạo cảm giác rất là kiểu nữ tính bánh bèo, lâu rồi thì cũng không bánh bèo, nhưng mà cả bộ này mà chỉ có 300 mấy á, thì gà thấy là cũng hợp lý, thì thôi cũng mua nhờ, hợp lý mà đúng không. Ngoài ra thì gà còn có mua một cái áo này nữa, một cái áo này cũng 10.000 luôn, là cũng 180 luôn á, là đây kiểu như thế này, thì để lúc mà kiểu mình đây đó thì gà thấy là nó cũng khá hợp cái style hiện tại của gà.
Vải thì giống như là vải sơ mi hơi ni lông một xíu mọi người. Kiểu giống như đây. Đó thôi để gà thử vô cho các bạn xem nha. Tại cái này cũng nhẹ nhàng ấy. Này thì gà còn sức để thử nè. Như này thì gà thấy là mặc đi học hợp lý. Đó. Và kiểu giống như là mặc để chống nắng đồ này nọ các bạn, kiểu như là dạo này gà đang rất là ngại ngùng với sự tan của gà á. Nên là gà kiểu á muốn chùm lại đó, ban ngày thì mặc như thế này là đi hợp lý. Không sao. Cái nồi này một bãi chiến trường luôn á mọi người. Mai mốt về chắc gà sẽ mệt lắm. Hãy da. Quá quá quá. Thích nhau tuần này nè. Tắm ngay cái tường phòng. Cái tấm ngồi này.